Chào các bạn, hôm nay chạy vòng vòng cái khu đô thị mới An Phú Thịnh cho các bạn xem nhé. Trước mặt mình là cái biển khu đô thị An Phú Thịnh. Đằng sau của nó là khá là nhiều tòa biệt thự, nhà biệt thự đấy các bạn. Phía sau đây, nói chung là có dân cư sinh sống rồi các bạn. Còn khu bên kia thì chưa xong, cho nên là chưa có dân cư sinh sống. Bên đây thì chạy vào trung tâm thành phố Quy Nhơn, còn để trái thì vào khu biệt thự Đại Phú Gia, hoặc là các bạn có thể xuống đầm Thị Nại, cầu Thị Nại đấy các bạn, cầu Nhân Hội, đi xuống kỳ cò Eo Gió gì cũng được. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bên trong đây tham quan cái khu đô thị An Phú Thịnh mới này như thế nào nhé. Nói chung là chạy vòng vòng các con đường xem như thế nào nhé các bạn, chứ thật ra thì nhà vẫn còn khá là thưa thớt, nhưng chủ yếu thì nhà biệt thự thôi các bạn, nhà lầu thôi, khá là lớn và đẹp luôn. Rồi chạy vòng vòng vào trong xem như thế nào nhé các bạn, các bạn hãy theo mình nhé.